Chiều lòng bạn gái là việc nên làm để tình yêu luôn thăng hoa và hạnh phúc. Thế nhưng anh chàng phi công sau đây có vẻ là chiều quá mức quy định và cái giá anh nhận lại là bị cấm bay cả đời. Vụ việc hy hữu này xảy ra trên một chuyến bay nội địa của hãng Air Guilin có trụ sở tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Đây là chuyến bay mang số hiệu EGT1011, cất cánh ngày 4 tháng 1 từ Quế Lâm đến Dương Châu, thuộc miền đông đất nước. Trong lúc đang điều khiển máy bay, anh chàng phi công chợt nảy ra ý định lấy lè với người yêu bằng cách mời cô vào buồng lái tham quan. Cô sinh viên Đại học Du lịch Quế Lâm lập tức nhận lời và hạnh phúc đăng một bức ảnh chụp bản thân của mình ngồi trên ghế cơ trưởng kèm dòng trạng thái: "Ôi mình vui quá, cảm ơn anh phi công nhiều lắm, em thật sự rất vui." Sau quá trình điều tra, công ty hàng không đã quyết định cấm bay suốt đời đối với viên phi công trên, cũng như xử phạt chủ tịch, tổng giám đốc và 4 giám đốc điều hành cấp cao khác. Đồng thời, hãng cũng áp dụng lệnh cấm bay 12 tháng với các phi công còn lại, quản lý cabin, một tiếp viên và một nhân viên an ninh có mặt trên chuyến bay hôm đó.